chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Người Mẫu Phan Như Thảo. Người mẫu Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại tỉnh Cà Mau, nước Việt Nam. Cô đã từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt vào năm 2007 và đoạt được danh hiệu Người Mẫu Triển Vọng năm 2008. Ngoài nghề người mẫu thì cô còn tham gia đóng phim và cô đã từng tham gia vào cuộc thi Asian Next Top Model mùa thứ 2 nhưng không đoạt được giải nào. Trước đó thì Phan Như Thảo đã có quãng thời gian đi Singapore để du học. Chồng cũ của Như Thảo là Đức An, sinh năm 1962, được biết đến là chồng cũ của siêu mẫu Ngọc Thúy và cũng là người từng yêu khá nhiều người đẹp showbiz sau đó như Hoa hậu Thùy Dung, siêu mẫu Thu Hằng. Phan Như Thảo đã nổi tiếng là một người đẹp kín tiếng của showbiz. Năm 2013 thì cô đã quyết tâm đi du học và thỉnh thoảng tham dự một vài sự kiện của làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện trên sàn cắt quạt hay tham gia vào phim thì Như Thảo đã đều nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao của giới chuyên môn. Về cuộc sống của Phan Như Thảo khi chấp nhận làm vợ tư của đại gia khét tiếng hơn 26 tuổi. Phan Như Thảo đã từng là một chân dài đình đám của làng giải trí trong nước. Ngoài sở hữu gương mặt cá tính, làn da bánh mật cùng với chiều cao 1m73 đã giúp cho cô thu hút được sự quan tâm của công chúng khi tham gia vào nhiều các hoạt động khác nhau. Một số thành tích ấn tượng của Phan Như Thảo phải kể tới như cô đã lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt vào năm 2007, top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2007, Á hậu, Hoa hậu Người Việt Hoàn Cầu. Sau đó thì cô còn nhận được sự lăng xê của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Đang trong giai đoạn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhất, cuối năm 2015 thì Phan Như Thảo đã bất ngờ kết hôn với doanh nhân nổi tiếng Đức An, đại gia lớn hơn cô 26 tuổi và từng có tới 3 đời vợ, trong đó có cựu người mẫu Ngọc Thúy. Thời điểm theo chồng giàu bỏ cuộc chơi thì Phan Như Thảo đã bị nghi ngờ vì đam mê vật chất nên chấp nhận làm vợ thứ tư. Tuy nhiên, sau 4 năm xây dựng hạnh phúc thì ông xã của Phan Như Thảo đã tâm sự trên báo chí rằng năm 2015 thì cả hai đã gặp gỡ nhau ở quán bar khi đi chơi chung với một hội bạn. Trong khi các cô gái khác đều ăn vận gợi cảm nhưng Phan Như Thảo thì xuất hiện khá giản dị, thậm chí không sử dụng nước hoa. Thế nhưng càng tiếp xúc thì anh càng cảm nhận ra chân dài sinh năm 1988 rất dễ thương và thân thiện. Khi chính thức hẹn hò thì Phan Như Thảo đã chinh phục được Đức An bằng sự thông minh và không tính toán hay vụ lợi. Thậm chí anh đã từng đề nghị tặng xe hơi, bất động sản cho bạn gái nhưng người đẹp gốc Cà Mau vẫn từ chối. Thảo đẹp, chắc cũng có nhiều người theo đuổi cô ấy. Tuy nhiên vì tôi là người tự tin, tôi chưa bao giờ nghĩ xem cô ấy đang quen ai, ai đang tán tỉnh cô ấy. Tôi chỉ nghĩ tôi là duy nhất, hay nhất và có thể đạt giải trong bất kỳ cuộc thi nào. Vì vậy, tôi chẳng phải cạnh tranh với ai cả. Sau này Thảo nói với tôi, ngay lần đầu gặp anh thì cô ấy đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới tôi. Thảo nghĩ, ồ ông này làm cha của con mình được nè, hay lấy ông này đi. Đại gia Đức An chia sẻ. Qua tìm hiểu được biết, sau khi sinh con vào đầu lòng tháng 11 năm 2016 cho đến nay thì Phan Như Thảo không có ý định tái xuất làng giải trí và dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho gia đình. Đến giai đoạn còn cứng cáp thì cô còn chủ động kinh doanh để kiếm thêm thu nhập, tự mua những thứ mình thích mà không phải phụ thuộc vào ông xã. Từ một chân dài gợi cảm, Phan Như Thảo đã có phần tăng cân xuống sắc khi thấy rõ khi làm mẹ và làm vợ. Nhưng bù lại thì cô đã được ông xã giàu có yêu thương và chiều chuộng hết mình. Ở một sự kiện giải trí thì Phan Như Thảo đã đích thân được Đức An hộ tống đi dự. Trong cuộc sống đời thường thì cô đã không ít lần công khai trên mạng xã hội việc được ông xã phụ giúp việc nội trợ và chăm con. Riêng về vấn đề cân nặng, Phan Như Thảo đã không gặp áp lực nhiều vì không còn hoạt động trong showbiz và ông xã cô rất thoải mái về vóc dáng tự nhiên của vợ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.